Năm 2020 là năm mà chương trình hành động nâng cao vị thế cho người khuyết tật được đẩy mạnh thực hiện với nhiều dự án khác nhau. Thông qua đó, người khuyết tật được tiếp cận với các nguồn vốn về hỗ trợ tín dụng, các dịch vụ xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách đối với người bình thường. Nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật mùng 3 tháng 12, mời quý vị cùng tìm hiểu các hoạt động nâng cao vị thế cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC, dự án viện trợ không hoàn lại, tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật năm 2020 được triển khai tại hai huyện Phong Điền và Nam Đông. Mỗi hộ người khuyết tật được vay 5 triệu đồng để phát triển kinh tế với lãi suất 0,5%. Người thì nuôi gà, nuôi lợn, người lại lấy đó làm vốn ra chợ buôn bán thứ này thứ khác. Nhưng nhìn chung, họ đã sử dụng nguồn vốn vay khá hiệu quả, thu nhập mang lại đủ để trang trải cuộc sống. Một điều đặc biệt trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đó là khi 5 người đầu tiên vay, thì số tiền trả lại và gốc hàng quý sẽ được gom lại để cho người thứ 6 vay. Cứ như vậy, trong vòng 1 năm thực hiện theo hình thức cuộn chiếu thì sẽ có 10 người được tiếp cận nguồn vốn này. Thì mong mỏi rằng là Hội Người khuyết tật huyện Phong Điền thì kính mong các cái ban quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án ACDC tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, đối với người khuyết tật huyện Phong Điền nói riêng là có tiếp cận các nguồn vốn pháp để cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Cách hữu hiệu nhất để nâng cao vị thế cho người khuyết tật đó là giúp họ nhận thấy năng lực của bản thân và lao động làm ra của cải vật chất chính là lời dạy. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, bên cạnh công tác hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp thì Hội Người khuyết tật cũng như các hội thành viên đã tăng cường các chương trình cho vay phát triển sinh kế, tạo việc làm. Mỗi người đều có một nghề phù hợp để dù có bị khiếm khuyết nào, họ cũng sẽ được lao động có thu nhập từ năng lực của bản thân. Sau khi đào tạo nghề, chúng tôi gắn với việc thành lập các hợp tác xã, các cơ sở chức trong toàn hội để tạo ra việc làm cho những người sau đào tạo. Và mỗi người lao động đều có thu nhập, mặc dù so với xã hội thu nhập chưa cao, nhưng mà cũng giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội, tạo cho họ cái niềm tin và vững bước xóa đi mặc cảm tự ti và vươn lên trong cuộc sống. Tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Người khuyết tật tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường tiếp cận các công trình công cộng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, các địa phương đã thống nhất sẽ lựa chọn 18 công trình công cộng mà người khuyết tật thường xuyên tiếp cận sử dụng để tiến hành nâng cấp, cải tạo, qua đó tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng công trình, đảm bảo được quyền lợi của họ. Có thể thấy bằng nhiều chương trình khác nhau, người khuyết tật đang dần thu hẹp khoảng cách với những người bình thường, và đó cũng là động lực để họ tiếp tục nỗ lực. Người khuyết tật rất phấn khởi, đặc biệt là từ khi thành lập hội, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì cái vị thế của người khuyết tật được nâng cao hơn. Và họ thấy rõ cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người khuyết tật. Và đồng thời họ cũng từ đó họ phấn đấu vươn lên để mà hòa nhập bình đẳng với cộng đồng và cũng xóa được cái rào cản về mặc cảm tự ti để họ chọn người khuyết tật cũng như những người bình thường khác mà từ đó để họ là phát triển phấn đấu. Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay được phát động với chủ đề bắt đầu lại tốt hơn, hướng đến một thế giới sau Covid-19, hòa nhập, tiếp cận và bền vững. Hy vọng với sự nỗ lực của cả cơ quan và bản thân người khuyết tật, họ sẽ có những sự khởi đầu mới tốt hơn, vươn lên hòa nhập và tự tin khẳng định mình.